Cho nên con phải biết trân quý. Dù có gặp chuyện gì trắc trở, cũng đừng bỏ cuộc giữa chừng. Chỉ cần con yêu nó, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Bà cố cứu một người đàn bà đã khiến cho Phụng Hoàng Lầu càng ngày càng khá hơn, như là một nữ cường nhân vậy. Nhưng về mặt tình cảm thì thiệt là yếu đuối. Biết rõ mình với người đàn ông yêu nhau khoảng cách thật gần, nhưng vẫn để nén nhớ nhung không gặp mặt. Thà bị một người chồng bậy bạ gây hại và giày xéo không ngừng. Nếu là tôi, nhất định bỏ cái tên cộng 12 này, cùng với chữ thí cao bay xa chạy. Lấy trà giải rượu cho tôi. Lấy trà giải rượu cho tôi. Đứng lại. Tại sao càng kêu càng đi? Thật không muốn nhìn thấy tôi hay sao? Cậu hai, cậu có hút sách với nghiện rượu, coi chừng tiêu đời. Ngậm miệng cái đồ đệ tớ, chừng này tới phiên mày hó hé. Ông làm ơn đừng có nổi chứng điên. Cửa tiệm sắp khai chợ, có cả đống việc chờ tôi làm. Làm việc quan trọng hay là hạ tước công của mình quan trọng hơn? Tối qua tôi bị dạy đời chưa có đủ à? Buông tay. Mau buông tay ra. Chuyện gì mà dùng ánh mắt ác độc này nhìn tôi? Hãy nhìn cho rõ ràng tôi là ai. Tôi là tướng công của bà. Thật là hạ tiện. Thà bị đàn ông khác rớ vô, chứ không chịu ngủ với tướng công của mình. Tôi chịu ngủ với bà đã coi như là nể mặt bà. Bà hai, không muốn ngủ với tôi à? Được, từ nay tôi không ngủ với bà. Nhưng bà đừng có mừng vội. Ngày nào bà còn là người của tôi, cũng đừng hòng được lăng nhăng với đàn ông khác. Bà đừng hòng được sống chung với thằng đầu bếp đó. Tôi không bỏ bà cũng không cho bà được lời. Muốn được ở chung với tên đầu bếp đó hả? Chờ kiếp sau đi, hạ tiện. Mà hai, mà hai. Ngon quá, ngon quá. Nạc nhiều mỡ ít, vào miệng là chảy ra. Chỉ cần Trương sư phụ thích, mai mốt tôi có thể lấy qua nữa cho ông. À đà, như thế à? Đã ăn bao nhiêu món ngon rồi, một chút tâm ý coi như là hồi lễ. À, Trương sư phụ, mở ra coi coi. Một cái giá tốt cũng phải có một đầu bếp tốt. Ngươi có tài nghệ cao vậy, đừng bao giờ chôn vùi đi thiên phận. Trương sư phụ, ngươi phải nhớ, phải dùng nó cho tốt. Mai này nhất định sẽ có phát triển. Mai này qua được hôm nay rồi hãy tính. Cậu 12, mày cũng thật là cao tay chứ. Giả đò rời khỏi kinh thành, thì ra cũng có tiện nhân đó lăng nhăng dây dưa. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Thật không ngờ mày thiệt là vô liêm sỉ. Nếu hai người không có lăng nhăng, bả mỗi ngày thiếu 10 lạng bạc để chữa lành tay của mày sao? Cậu 12 à, hai người có ân quán gì ra ngoài giải quyết đi. Ngậm miệng cho tao. Chuyện của mày tao vẫn chưa tính. Hết lời rồi. Đánh. Dạ. Làm ảo. Bây giờ mới sinh tao à, có quá trễ hay không? Tao đánh chết mày rồi mới thanh toán con tiện nhân đó. Tôi với mà hai rất là trong sạch, cậu đừng có xì nhục tới cổ. Đừng có lo thôi. Đánh cho tao. Dạ. Coi như mày hên. Đi. Mợ hai, ra ngoài bấy lâu đã mua đủ hết các thứ à? Mợ hai, con thì đã tự chủ trương, tuy rằng không thể dẫn người mà mợ muốn gặp về, nhưng mợ đã đem được thứ đồ này cho mợ. Cô đi gặp Dư Thí. Dư sư phụ đã hẹn tôi, anh nói là cậu hai đã gặp được anh ở quán Tây Thấp. Hẹn chi? Dư Thí đã hoàn toàn khang phục. Mà hai làm sao biết? Cô coi, thủ công của hình nộm bột mì này tinh xảo như vậy, nếu cái tay hoàn toàn không bình phục, vốn làm không được thủ công đẹp như vậy. Hèn chi sư phụ biết tôi đem về cho mợ, thì ra ngoài việc là quà sinh nhật, con có thể dùng để báo bình an. Rốt cuộc ảnh đã được lành lại, bây giờ anh đã không sao?
Chỉ có vị sư phụ mới có thể khiến mợ cười lại. Thật ra hai người tâm ý tương thông, thật là một đôi xứng đôi dừa lứa. Mợ và cậu hai vốn không có hợp. Chuyện à, đừng nói bậy. Mợ hai, tôi thấy bực dùm cho bà thôi. Chỉ cần biết dư sư phụ đã lành lại là quá đủ. Tuy rằng Dư Thí không ở bên cạnh, nhưng được sự chống chọi và cổ võ của ảnh, bà cố vui vẻ làm nên lại để chống chọi với sự khó khăn và đau khổ. Đặt vô đây, đặt xong đốt tay nha, đốt tay nè, chuẩn bị vui. 1, 2, 3, 6 điểm xỉu là xin lỗi nha. Chơi tiếp. Còn về cậu 12, sau khi được thăng cử chức chủ tịch thương hội, tối ngày cùng với Hoa Thiên Hồng, không phải cờ bạc thì là hút á phiện, hết tiền thì về lầu Phượng Hoàng để lấy. Bà cố đã hoàn toàn nản lòng với cậu 12, chỉ đành một lòng một dạ phấn đấu tiếp tục cho lầu Phượng Hoàng. Bà chủ. Bà chủ cơm nguội nè. Bà chủ, ơi nè, quay giúp tay. Nè, bà chủ à, không sao chứ? Thiếu phu nhân không phải bị bệnh, mà là có mang. Hả? Dì sư phụng đã có mang. Dì phụng, con có mang rồi. Hay quá, nhà hậu uồn đã có hậu. Chúc mừng ta phu nhân, chúc mừng mà hai. Nhưng sức khỏe sau này sẽ yếu, đừng lao lực, phải nghỉ ngơi nhiều. À, Tam Nương, chúng ta phải hầm đồ bổ cho dì phụng ăn. Dĩ nhiên, đi kiếm Nhúc Lân về cho mau. À. Nhúc Lân, con về tới hả? Chuyện gì mà phái người kêu con về? Con biết không, con sắp được làm cha. Chúc mừng cậu hai. Nói gì đây? Mẹ nói là mẹ sắp được làm bà nội, con sắp được làm cha. Hãy khoan, phải cho rõ ràng. Người đàn bà này đã mang thai à? Đứa bé trong bụng là của ai vẫn chưa biết. Nhúc Lân, con nói cái gì vậy? Sao cậu ăn nói vậy cậu hai? Ai nấy đều biết tôi đã mấy lâu không có về nhà. Đã bấy lâu không hề đụng tới người đàn bà này. Khi không vô cớ nói đã mang thai, nói không chừng là nghiệt chủng. Quân Nhúc Lân, ông thiệt là quá đáng. Ông đã quên hôm đó uống rượu sai. Rồi thì cái gì? Không lẽ bà muốn nói ngộ như vậy à? Cái chuyện này tôi quyết không nhận bậy bạ. Nhúc Lân, có phải hút quá rồi điên hay không? Hả? Tam phu nhân, là con điên hay là mẹ hồ đồ? Con nhắc nhở mẹ, đừng có mừng vội. Chờ đứa nhỏ sinh ra có giống con hay không là mới tính. Nhúc Lân, Dư Phụng, nhà hồ Uông thật có lỗi với con. Đã có thằng con bất hiếu này. Ê, Mà Hai à, đại phu nói mà phải dưỡng sức, đừng có vất vả quá. Nhà bếp chỉ có mình anh Toàn anh An, tôi làm sao mà yên lòng. Hơn nữa là Phương Hoàng chỉ có mình tôi biết Bí Phương làm món chiêu bài, tôi chống nổi. Không được đâu mà hai. Đã nói là được. Không được. Ai mà không dâng lời cứ bắt người ta lo. Tam phu nhân, con đã có mang, phải nằm nghỉ ngơi. Dư Phụng à, hãy nghe lời. Bên ngoài có nhiều người đang chờ ăn món chiêu bài. À, món chiêu bài Phụng múa cửu tiêu thiệt là càng ngày càng ngon đó. Gia vị đã chuẩn bị xong chưa? Vật liệu. Tiêu đỏ, sa sâm, Dư Thí. Con nói với mẹ Dư sư phụ không có hề rời khỏi kinh thành, cho nên mẹ đã nhờ Dư sư phụ về giúp. Phượng Hoàng Lầu không thể nào không có một đầu bếp tọa trấn. Cho dù Nhúc Lân không vui, nhưng chuyện này để mẹ. Từ nay Phượng Hoàng Lầu đã có đầu bếp thật sự. Dư Thí không biết gì hết, chỉ biết cầm cái giá thôi. Từ nay cho dù có ai tới đuổi, tôi cũng không đi. Còn nữa, nhà bếp là khu vực của tôi, phải theo nội quy, nhất là bà bầu không thể vô đây. Kể từ nay, mợ không thể bước vào cái cửa này. Hãy dưỡng thai cho tốt, sinh một đứa bé trắng trẻo mập mạp cho nhà họ Uông. Ai nấy đều biết bà cố mang thai. Bà cố được vui em bé mới được vui. Mà là trong lúc bà cố bị buồn nhất, Dư Thí đã về kịp thời, khiến cho bà cố được vui trở lại.
Năm thứ hai, sau khi Bá Quốc Liên Minh đánh vào Bắc Kinh, Lý Hồng Chương đã ký điều ước Tân Sửu với 11 nước quốc gia, mở màn lịch sử lãnh thổ Trung Quốc bị chia sẻ. Từ Hy Thế Hậu vào năm 1909 đã dẫn 3.000 chiếc xe chở đầy hành lý về kinh thành, sau đó đã tiến hành cải cách Mãn Thanh. Nghe nói lão Phật gia đã hồi cung. Phải, hôm qua đã dán bản vàng, nói là lão Phật gia phải tiến hành cải cách. Theo tôi nói cái gì cải cách chứ, quan trọng là ăn no mặc ấm thôi. Nè, hôm xưa lão Phật gia đã từng tới đây, tôi hỏi lần này có tới không? Có. Theo tôi thì không đâu. Thời cuộc thay đổi, không biết mai mốt sẽ như thế nào. Mợ đừng có lo lắng quá nhiều. Bây giờ việc phải lo là đồ bố có đủ hay không. Nếu không làm sao giúp cho nhà họ Uông có một đứa bé trắng trẻo mập mạp. Em bé thiệt nghịch ngợm, cứ đá mẹ của nó. Thì bà mẹ phải chịu khó dạy dỗ nó một chút đi, chắc chắn là nó nghe lời. Đất lạ tôi không sợ, chỉ mong là em bé không giống như cha của nó, không được nên thân. Nguy 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 nguy, không xong rồi. Bộ Lương à, chuyện gì sao hoảng hốt vậy? Tôi vừa mới ra chợ vô hàng thôi, nghe người ta nói cậu 12 đã bị bắt đi. Hả? Cái gì? Sao lại như vậy? Lính đại ca, tôi là vợ của Nhất Lân, ông chủ của Lộc Phượng Hoàng, tôi muốn gặp ổng. Nhà môn trọng địa, không được đi vào. Lính đại ca, làm ơn cho chúng tôi biết ông chủ Uông đã phạm tội gì. Bây giờ giữ chuyện này còn đang thẩm lý. Lính đại ca, người nhà của tôi thiệt lo lắng, xin hãy giúp đỡ giùm cho biết. Đã nói không thể cho biết mà. Đi đi. Chuyện gì? Tường Dương ca, Tường Dương ca, có nhận ra tôi hay không? Là dư thí của Quân Dương phủ. Ồ, Dương sư phụ, đã lâu không gặp. Hỏi Quân Dương phủ, anh rất tốt với tôi. Tường Dương ca, xin hãy giúp đỡ giùm, cho biết ông chủ Uông đã phạm tội gì, bây giờ thế nào? Dự kiện vẫn còn thẩm lý, chúng tôi không thể nói bừa bãi. Tường Dương ca, làm ơn giúp đỡ giùm đi. Thế nào? Tường Dương ca nói có một người để phân tới nhà của cậu 12 và qua Thiên Hồng nhìn thấy hai người họ hôn mê bất tỉnh, coi bộ đã hút thuốc phiện quá liều. Rồi họ báo quan, phát hiện qua Thiên Hồng tắc thở và cậu 12 được cứu lại. Vậy tại sao phải giam tướng công? Tại vì chưa biết ai mưu sát hay là cổ tự tử. Cô nói chừng nào thả tướng công hay không? Tường Dương ca không có nói. Mở sao rồi? Ở đây gió lớn lắm, để tôi đỡ mở về rồi tính sao. Thế nào? Đau quá. Nè, mợ à, có sao không vậy? Còn đi được hay không? À, nè, ở đằng trước có cái miếu, tới đó nghỉ ngơi đi. À, đi đi, đi, cẩn thận. À, nè, là Bồ Tát phù hộ. Bồ Tát. Đau quá. Bồ Tát, xin phù hộ. Cổ không thể bị gì đâu. Tôi sắp sanh đó anh Thí à. Nè, nè mợ, nhẫn nại đi. Để tôi kiếm bà mụ sanh. Anh Thí, đau quá. Nè, nè. Tôi không xong rồi. Cô tựa đi, không có sao đâu, ráng lên đi. Nè, nè, ráng lên. Đã sanh rồi, là đứa bé gái. Cho tôi coi. Thiệt là xinh đẹp, giống hệt như là mợ. Nhúc Lân, mẹ tới thăm con đây. Dư Phụng cũng tới thăm con. Cứu tôi, cứu tôi. Tại sao đến nông nỗi này chứ, thì tội nghiệp. Anh bị trở cơn nghiện. Nhúc Lân, con yên chí. Nhà môn đã điều tra rõ ràng, cái chết của Hoa Thiên Hồng không mắc mớ gì tới con. Phải, họ nói Hoa Thiên Hồng vì hút á phiện quá lượng mà chết. Nhúc Lân, Dương Phụng đã sanh ra đứa con gái cho con. Em bé thật giống y như con. Nè, bồng qua đây cho nó coi. Mau lên. Tôi không coi. Cho tôi ả phiện. Nhúc Lân à, làm gì vậy? Cho tôi ả phiện đi, cho tôi ả phiện. Tôi khó chịu quá. Cho tôi,
cho tôi đã phiền. Mẹ ạ, thả tôi ra, thả tôi ra. Cho tôi, cho tôi phước thọ cao. Tôi khó chịu quá. Mẹ, mẹ ạ. Nè, uống vô đi. Uống, từ từ. Nè, thêm chút nữa. Tứ Quân à, Tứ Quân, chuyện gì mà khóc? Hôm nay bé đầy tháng và bà nội đại thọ, phải vui vẻ mới đúng chứ. Tứ Quân, các người tặng bao nhiêu nữ trang vàng cho nó, nặng cho tới nỗi nó không thể nào cục cự được, sao lại không khiếu nại? Phải, như chuyện của đại phu nhân là nặng nhất. Cảm ơn đại phu nhân đi. Phải đó, nè nè, cảm ơn bà nội. Mời lên, mời lên. Cảm ơn bà nội. Tứ Quân tới rồi, Tứ Quân qua đây nói cảm ơn bà nội đi. Dĩ nhiên, Tứ Quân là bảo bối của nhà họ Uông mình, đương nhiên phải quý. Tôi còn định là cho nó đeo một con khỉ vàng. Thầy bói có nói nếu mà em bé được đeo khỉ vàng thì sẽ thông minh lanh lợi đặc biệt. Lanh lợi, lanh lợi. Cả nhà đều thương nó, coi chừng dung túng nó quá. Ây da, Tử Quân thì đáng thương mà. Con nó dễ thương quá trời đi. Hai bên má đỏ như là trái táo vậy. Coi cậu thích như vậy cũng sao mà đứa ra chơi đi. Thì phải, chúng tôi cũng muốn, nhưng mà bấy lâu vẫn chưa có. Không có giống như Dư Phụng vừa vào nhà thôi đã xăm một em bé thông minh cho nhà họ Uông rồi. Thì là hay quá. À, sanh con đẻ cái là của trời thí, cứ xuôi theo tự nhiên, có lòng không sợ muộn. Phải đó Nương tử, chúng ta cố gắng một chút là được. Hôm nay thiệt là vui, tôi thấy vui nhất phải là cậu 12 có thể ăn cơm chung bàn với mình. Phải, tôi đã lâu không có ăn cơm chung với nhà. Nhúc Lân, rốt cuộc con đã cai được Á Phiện. Hôm nay được vui vẻ ngồi chung bàn ăn cơm, thật là một món quà sinh nhật tốt tặng cho mẹ. Mẹ, cũng tại con bất hiếu, cứ bắt mẹ lo lắng cho con. Xin lỗi các vị, bắt các vị phải lo lắng. Lãng tử hồi đầu là được. Bây giờ nhìn thấy con vui, cả nhà cũng được vui. Thật ra cũng là nhờ Dư đại ca và Nương tử đã nhắc nhở con. Được rồi, bây giờ đang vui, chúng ta ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Thưa mẹ, con biết lâu nay mẹ có một tâm nguyện chưa có dứt. Hôm nay sẵn ngày thọ của mẹ, con giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện, coi như là quà lễ. Tâm nguyện của mẹ? Thưa mẹ, mở cửa ra, chúng ta đi về nhà. Thật không ngờ chúng ta còn có được ngày hôm nay. Lão gia phù hộ, tổ tiên các đời của nhà họ Uông phù hộ, chúng ta khỏi phải chịu khổ nữa. Mẹ, đằng sau nhà lớn còn có nhiều chỗ phải sửa lại, sau khi chúng ta dọn vô từ từ mới chỉnh lại. Hôm nay thiệt vui mừng nên phải đốt pháo. Được, hay đi chuẩn bị. Đại nương và mẹ của tôi cũng mệt rồi, để tôi dẫn họ về phòng nghỉ. Nào mình đi. Về phòng. Đi đi mẹ, mau lên. Đã lâu không được về đây. Dư Phụng, đưa mẹ đi dạo chút. Dạ. Ngoài kia gió lớn, đừng để Tướng Quân phải ra gió, hay là để tôi ẩm. Anh muốn ẩm Tướng Quân? Phải, tôi nhìn thấy bà và con Thiện bồng nó. Hay là để tôi bồng chút, để tôi biết làm sao ru nó ngủ. Lâu nay anh không hề chủ động đòi bồng nó, đây là lần đầu tiên. Việc gì cũng có lần đầu, dù sao là cha con. Để cho Nhúc Lân bồng đi. Phải, cứ để tôi thử. Hả? Tới đây. Thiệt là hồ đồ đã quên mang tiền. Cậu 12, cậu làm gì? Cậu 12. Tử Quân. Tử Quân à, không sao, ngoan. Tử Quân, không có gì, đừng có sợ. Chuyện gì? Mà hai tam phu nhân gì?
Vừa rồi tôi quên lấy tiền định trở về lấy, không ngờ nhìn thấy còn 12 vật đi hết nữa trang trên mình của tử quân. Cả xe di chuyển cũng không bỏ qua. Hễ mà ham mê hút sách thì đâu có dễ dàng gì mà hồi đầu. Cuối cùng ông cố vẫn không cai được á phiện, sớm muộn cũng sẽ về trời. Nhiều khi vì kiếm tiền hút á phiện đã lén về Phượng Hoàng Lầu để ăn cắp. Những thời gian khác thì đi biệt tâm. Đã từng khuyên can, đã từng rầy la, cuối cùng vẫn phải nản lòng. Bà cố đã không còn kỳ vọng gì tới ông cố nữa, chỉ mong một lòng một dạ chăm sóc tốt cho đứa con gái và quản lý tốt Phượng Hoàng Lầu. Cũng may là bên cạnh bà cố còn có một dư thí làm cục trụ tinh thần của bà. Nhưng tôi thì không hiểu, trải qua bao nhiêu sóng gió, ông cố lại mất tích. Tại sao bà cố và dư thí lại không chịu suy nghĩ, có phải nên ở chung với nhau hay không? Xe lửa đi Nam Kinh sắp rời bến. Tiểu quân à, mẹ dẫn con về thăm ông ngoại bà ngoại ha, chịu không? Tôi từng tử này vẫn là lần đầu tiên ra cửa đó. Phải chăm sóc tốt cho M2 và Tiểu quân. Dọc đường nhớ cẩn thận. Hai hôm nay trời đã chuyển lạnh, mợ phải đem đủ quần áo mới được. Sáng chiều anh phải khoác thêm áo. Tiểu quân à, tôi đưa bé đi mua kẹo hồ lô ha. Xe lửa sắp rời bến còn đi đâu? Không có sao, bây giờ không mua một lát sẽ không được ăn. Sẽ về mau mà. Đi đi, mình đi mua kẹo. Mặc dù chỉ là một tháng, nhưng mà mợ chưa từng đi xa. Bao lâu nay tôi cũng chưa từng rời khỏi mợ. Lần này mợ về quê, tôi có một cảm giác giống như là phân ly rất lâu với mợ vậy. Tôi cũng thấy lạ lắm. Chắc là thường ngày anh chăm sóc quá chu đáo cho tôi đã khiến tôi ỷ lại. Lần này lên đường mọi việc phải hết sức cẩn thận. Anh cũng vậy. Anh phải chăm sóc tốt lầu Phượng Hoàng, còn có tất cả những người ở trong nhà. Nếu anh gặp lại ảnh, khuyên ảnh vài câu giùm. Trước đó vẫn còn tin tức nói là cậu 12 ở quán A Phiện bị đánh, nhưng mà bây giờ đã bạc tâm bạc tích. Nếu anh có tin của ảnh thì nghĩ cách để dẫn anh về. Tôi biết ảnh ở bên ngoài nhất định khó sống lắm. Tam phu nhân thiệt lo cho ảnh. Thật không ngờ cậu 12 đi trên con đường này. Nếu hôm xưa cậu 12 qua Thiên Hồng đi vì hút áp phiện mà cứu không được, thì chúng ta có phải thế này không? Bây giờ tôi không suy nghĩ gì khác, chỉ mong nuôi lớn Tử quân nên người. Cũng đúng. Trải qua bao nhiêu chuyện, chúng ta đều biết trong lòng mỗi người đều quan tâm cho nhau là đủ rồi. M2 về đây ca, xe lửa rời bến. Xe lửa không có chờ đâu, dọc đường phải cẩn thận. Anh cũng vậy. Bạn à, có biết xảy ra chuyện gì không? Chuyến xe lửa Nam Kinh đã bị chặn đường rầy và đâm vào núi rồi. Chạy mau, chạy, 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 chạy mau, 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 chạy đi, chạy, chạy, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, chạy mau, hiểm quá, mau lên, mau lên, chạy mau. Dư Phụng,
lên chạy. Mau lên. Chạy. Dư Phụng. Mợ hai, có chuyện gì? Thiện à, bồng Tử Quân ra ngoài. Con mở, tôi kiếm Dư Thí. Dư Thí. Dư Thí. Dư Phụng. Dư Phụng. Dư Phụng. Dư Phụng. Dư Thí. Dư Phụng. Dư Thí. Dư Thí. Anh Thí. Anh Thí. Xe lửa không có chờ người, dọc đường phải cẩn thận. Anh cũng vậy. Xanh rồi, là bé gái. Khu nhà bếp là của tôi. Theo nội quy, bà bầu không được vô đây. Kể từ nay phải dưỡng thai cho thật tốt. Đây là món chính quê bí chế của lầu Phượng Hoàng. Phụng múa cửu tiêu. Anh chỉ cứu tôi, đã bỏ cả tính mạng của mình. Anh có biết tôi sẽ thấy tự trách hay không? Dư Thí. Có thể tôi chỉ là lá tre nhỏ nhỏ, nhưng mà tôi cũng mong một tận sức để cản gió che mưa cho tiểu thơ. Dư Phụng. Dư Phụng. Nếu có tới làm gì sao? Tôi sẽ giả làm số lan để đi hết mấy con số lan khác. Cô hai, cô chịu thành hôn với tôi hả? Nghe ngón tay hút không được nuốt lời. Anh Thí. Dư Phụng. Đầu năm 1919, đại chiến thế giới lần thứ nhất kết thúc. Trên hội nghị hòa bình Triệu Mở ở Ba Lê, đại biểu Trung Quốc đề ra phế trừ 21 điều ước bất bình đẳng, bị phủ quyết. Và hội nghị còn đem quyền lợi của nước Đức ở Sơn Đông Trung Quốc bàn giao cho Nhật Bản.
Lúc đó chính phủ Trung Quốc đã thỏa hiệp. Kết quả xảy ra vận động 54, Bắc Đại và mấy chục trường, hơn 3.000 học sinh tụ tập ở quảng trường Thiên An Môn để kêu khẩu hiệu ngoại tranh quốc quyền, nội trừng quốc tặc. Tình hình kháng Nhật với Cộng Quốc lên cao. Bà nội của tôi Uông Tiến Quân là một trung học sinh lúc đó bị ảnh hưởng của vận động văn hóa 54, đã theo tư tưởng giải phóng đua đòi dân chủ, phản đối lễ giáo phong kiến, là một phần tử trí thức thanh niên nhiệt quyến. Trong tiến tới có chút phản nghịch, trong phản nghịch lại có chút tánh anh hùng. Trương Lệ Quân vẫn chưa có tới. Nếu bây giờ rút lui thì là mất đạo nghĩa. Nè, chị tới trễ, phải đã uống sữa đâu nành. À, tôi chợt nhớ ra, tôi có chuyện phải giúp cho bà nội, tôi đi trước. Uông Tiến Quân, chuyện gì chị lớn con? Chị muốn nuốt lời. Để bà nội biết được là chết người. Dù sao cũng phải giúp tôi diễn luôn màn kịch đậu phố này mới có thể đi chết. Vậy tôi có thể vừa ra mắt là bị chị đánh ngất xỉu ngay, nằm ở đó để chờ hạ màn hay không? Diễn kịch đậu phố bị mất mặt lắm hay sao? Chị là phó chủ tịch của hội hiệp tấn con gái, có phải là đóng góp sức mình hay không chứ? Tôi làm phó chủ tịch hồi nào? Nhìn dự này sanh hiệu lực tức thì. Diễn kịch đậu phố tôi quyết không từ chối. Nhưng lỡ bà nội bắt gặp, từ nay đừng có hòng mà được lên lớp. Lúc đó sẽ bị giam ở lầu Phượng Hoàng. Vậy là hết làm phó chủ tịch của hội hiệp tấn con gái. Yên tâm, tôi có cách, nhất định không ai nhận ra được chị. Tới rồi, tới rồi. Tôi tới. Đỗ Lệ Cẩm, kiếm lần nào đừng trễ có được không? Tôi có nguyên nhân. Tôi phải lấy giấy lấy sổ. Được rồi, đã đông đủ, xuất phát. Xin mời kéo vào. Đại gia muôn cái này đại gia. Tên gì chú này? Nè. Nè, bị cái tên đó chạy mất. Chuyện gì vậy Tứ Quân? Nó rờ tôi. Cái thứ đàn ông này lợi dụng rồi còn không chạy mất thì sao đây? Nó đừng có để tôi bắt gặp. Nè, thôi được, mình đi. Bà cụ, để tôi giúp. Ờ. Lên xe trước đi. Cái đám người Trung Quốc vô dụng kia, chánh phủ có các người đã hứa đem Sơn Đông giao cho chúng tôi tiếp quản. Các người còn đòi phản kháng cái gì nữa chứ? Phải, phản kháng cái gì? Cái đám người Trung Quốc vô dụng kia, nội ưu ngoại hận, quốc tặc đương đạo, các người còn sức phản kháng hay sao? Phải, còn sức gì mà phản kháng? Anh đã sai, người Trung Quốc không dễ dàng gì bị khuất phục. Chúng ta phải tự cường để chống chọi ngoại xâm. Phải đoàn kết với nhau, trừng trị giặc bắn nước, vậy người Trung Quốc mới được cứu. Sáng nay Tử Quân có tới lầu Phượng Hoàng không? Nó nói hôm nay phải về trường ôn bài. Nó chỉ là con gái thôi, học hành nhiều như vậy để làm gì? Thời buổi này ngoài kia rối loạn, có tài nghệ phòng thân thì càng hay. Wow. Muốn tôi cút một mã được không? Không vào vậy. Đừng hòng, chúng tôi sẽ chống chọi tới cùng. Thắng lợi sẽ thuộc về chúng tôi. Các người hãy mau rời khỏi Trung Quốc ngay. Chỗ này là của chúng tôi, rời khỏi Trung Quốc ngay. Tránh ra đi. Ê, già đàn bà con gái biểu diễn ngoài phố ra thể thống gì nữa? Sao tình hình của người con gái đó lại giống? Tôi quyết không phục phục. Cầm miệng cho tay. Tử Quân, sao cháu lại ở đây? Con quân cảnh kia, chạy mau đi, chạy mau, chạy mau, chạy mau. Đi xét mau. Dạ. Đội trưởng, có đám học sinh đã chạy qua bên kia kìa. Được theo. Dạ. Đi, dạ. Đi, đừng mau. Nè. Thả tôi ra. Lại là cái tên gì chú này? Nếu con chạy thì sẽ kêu quân cảnh. Lại bị chạy mất. Đồ nhà quê này, không những là háo sắc, còn đi làm gian tế. Thiệt là bậy bạ, thiệt là sỉ nhục. Nếu lần sau để tôi bắt gặp thì anh... Bà nội. Dì Thiện à, cứu cháu. Cháu đó nha, thì cần lúc cả to gan. Con gái nhà lành mà ra người phố đi diễn kịch, còn bị bà nội bắt quả tang. Lần này bà nội thiệt có nạn.
Bà nội, cái món này gọi là vàng bạc đầy nhà, màu vàng kim là xào trứng, những hạt nhỏ như là hạt vàng thì là chiên hạt tùng, thêm vào củ cải xanh biếc ở bên cạnh, sắc hương vị đều đầy đủ. Bà nội, hãy thử một chút, đây là tâm ý của cháu, coi có đủ điểm hay không. Chiên trứng thì dễ thấy tài nghệ, nó có tình cho bà được mừng rỡ. Phải, Tử Quân thiệt là ngoan, tha cho nó lần này. Phải, nhìn thấy là muốn ăn rồi. Đúng. Trứng xào được vừa dặn, trần tru, không già thêm vào những hạt cá mặn, vừa được ngon miệng, lại có mùi thơm của cá mặn, thật phối hợp được vừa dặn. Hạt tùng chiên thật vàng, thật giòn, ăn vào có một mùi thơm ngọt. Củ cải sắc được mỏng như vậy cũng rất khéo tay. Đương nhiên là do chú ăn dạy, sắc củ cải phải mỏng như là tờ giấy vậy, có chút công lực mới làm được. Chiên trứng chỉ cần có công phu, khi mà đánh trứng sức phải đều đặn, không thể khiến trứng bị sùi bọt. Sau đó thì chuẩn bị cá mặn, đem cá mặn sắc làm hai phần, một phần sắc thành những miếng nhỏ, còn một phần thì nghiền cho nát, trụng chung với trứng. Vậy khi ăn trứng sẽ có chút mùi mặn. Lửa xào trứng thì phải cho thiệt chính xác, nếu quá lâu, trứng sẽ già, sẽ khô. Nếu trứng chưa tắt lửa thì ăn trứng vào sẽ có mùi tanh, không được ngon. Chờ trứng gần chín mới thêm mấy viên cá mặn vào, xào hai cái rồi tắt lửa, trứng sẽ có mùi thơm của cá mặn. Tiếp theo là chiên hạt tùng. Hạt tùng trước khi chiên phải nấu với nước đường hơi khô, dùng lửa mạnh chiên thành màu vàng kim. Trước khi ăn, rải một chút muối tiêu lên. Vậy là xong món này. Tam nương, còn có chạy hạnh nhân trồng trắng nữa, thử nha. Còn bánh cúc hoa của bà thích ăn nhất nè, thì là bác tới thấu tìm đó. Tam phu nhân, Tứ Quân thật nên thân lắm, vừa rồi ở dưới bếp bận rộn hơn nửa ngày, nó thì có thành ý xin lỗi với bà. Không tệ, màn kịch này diễn không tệ. Tưởng tôi già lắm cẩm hả? Thông đồng với nhau để gạt tôi. Tam phu nhân, tôi vẫn chưa rầy chị, giúp cho nó như vậy là hại nó thôi. Bộ tôi tin là nó nấu ra được món ngon như vậy hay sao? Cũng là nhờ chú An chứ Toàn giúp đỡ. Bà bị cháu chọc cho tức chết, chứ không phải đầu óc bị bế tắc, không có đuôi đâu. Bà nội, cháu thì có theo chú An chú Toàn để học. Được, bây giờ xuống bếp nấu cho bà coi, mau lên. Còn không ra tay, bà phải coi cường nhân của Lầu Phượng Hoàng tài ba cỡ nào. Bà nội, chỗ này có nhiều lửa lại cao, hơn nữa không thoáng khí, không tốt cho làn da. Hay nấu là... hay không? Không nấu thì đừng đi học nữa. Bà nội, còn nữa, không ai được phép giúp. Ai mà giúp cho nó là khai trừ ngay. Nấu hay không nấu, có sao không? Uông Tử Quân, còn không quỳ trước mặt của tổ tiên. Dư Phụng, mẹ có lỗi với con, mẹ không biết cách dạy, mẹ không biết phải làm sao dạy Tử Quân nó mới chịu vâng lời. Bà nội, lần này chỉ là sơ ý. Lần nào xuống bếp cũng chỉ nói là sơ ý, không phải làm đổ nước thì đập bể cái nồi, còn không thì khiến chú An bị thương, nếu không thì sắc trúng tay của dì Thiện. Lần này tới phiên bà tặng cho bà cây gậy. Lần sau nhất định sẽ được. Bà muốn ăn món gì đặc biệt bà cứ nói. Không cần phải nói ngọt ngào bà nữa, năm nào cũng nói là học thêm một năm rồi ngoan ngoãn xuống bếp để học nghề, năm nào cũng là gạt bà thôi. Cứ năm này tới năm nọ, cả luộc cái trứng cũng không có biết. Họ dung túng cháu mới che chở cho cháu. Bộ tưởng bà không biết hay sao? Bà đang cho cháu cơ hội, còn cháu thì càng ngày càng quá đáng. Chuyện hứa với bà một việc cũng làm không có xong. Cháu thật sự không thích làm bếp, hơn nữa cháu lại không có khiếu, bởi vậy mới nấu càng ngày càng dở đi. Càng dở chỉ càng không thích. Không thích đủ thì... rồi đừng hỗn láo nữa. Có phải để cho cháu đi học, đã học hiểu không có quy củ,
chị biết miệng lưỡi, chị biết cãi lại. Có phải đi học là mất hết lịch sự, xé rách áo quần, hở cả cánh tay, có phải vậy không? Học hành không phải chỉ viết vài chữ, mà phải biết phân phải trái. Người mình vừa quá yếu hèn, vô tri, nên mới bị người ngoại quốc hiếp đáp. Cháu đi diễn kịch đầu phố là muốn giành lại mặt mũi cho người mình. Cháu khiến cho bà bị mất mặt mới đúng. Lầu Phượng Hoàng là tâm huyết của má cháu, mai này còn phải nhờ cháu kế thừa. Cháu phải cố gắng học để trưởng quản cái mối làm ăn này mới được. Tam nương, Tử Quân vẫn còn nhỏ, mai này nó sẽ biết nên thân. Phải đó Tam nương, kế thừa Lầu Phượng Hoàng là chuyện lớn như vậy, cho Tử Quân lớn một chút rồi mới tính đi. Bà nội, cháu sẽ nên thân, cho cháu thêm cơ hội. Còn một năm nữa là cháu tốt nghiệp, lúc đó sẽ trở về Lầu Phượng Hoàng. Nếu như chỉ còn một năm, học hay không cũng đâu có sao. Bắt đầu ngày mai cháu khỏi phải đi học nữa. Cái gì? Mình chỉ sang phong trách sĩ ngồi lưỡng tôi yêu lấy sinh ca phú chim. Ngồi cô giả yêu cô quân lưỡng bất cô mê liễu duyên nạn tích ba khuyên. Tình cảm bích như bao hai lưỡng biên đặc biệt suy ân lại khó liền. Ngồi yên sai gai thấu yên chỉ quay trẻ chung lưng ngồi bê đông cầm lưng. Phong nhân ngàn quang bất xin mô ta nô một yêu hôn đông. Kỳ quá yêu nơi mình chỉ đất bất đầu mô ấy yên trong thao hiến thô. Kỳ xin ngó sân tích biên châu một yêu cho y phú đông. Nguyên lai sự nhân bất sáng xuyên bầu kiên quang nhất hợp tình diễn.